Rồi em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô này gồm mấy cây nhãn dưới nguyệt quế nha anh chị. Cây cực kỳ đẹp ha. Một cây nhãn. Nhãn này là một củ đế xù luôn nha anh chị. Đó, xù nguyên cục đế này luôn. Khủng nha, quay quay. Đấy, quay thử cái đế cho cô chú anh chị xem ha. Cực kỳ đẹp nha cô chú anh chị. Đó, lâu lâu mới được tìm một cái lô xù. Củ nào nấy xù không nghe cô chú anh chị, rất là đẹp, khủng luôn. Cây mã số đầu tiên là Y12, hoành 80 nha, đo lại cho cái củ nha anh chị, hoành 80, củ 80 rồi đo trên cái eo chỗ này nha. Là 41. Eo 41. Chiều cao 1m17. Chiều cao 1m17. Đường kính bầu 60. Đường kính bầu 60. Đó, mã số là Y12 nha cô chú anh chị. Y12. Rất là khủng luôn. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị là 4,5 triệu. 4 triệu rưỡi em bao ship nha, toàn quốc nha cô anh chị. Cây rất là đẹp ha. Cây nhãn ha. Đó, quay kỹ lên cái đi. Đó. Rồi tiếp theo mã số Y13. Đó. Cây rất là đẹp nha quý chú chị. Nhãn nó già lắm rồi. Cũ nè. Quá trời cây cũ luôn. Cũ nào cũng xù cho nghe anh chị. Này lựa lựa từng cây đó. Rồi, rồi xét cái cũ dưới nhiều. Cái hoành đó là 72. Hoành chỗ này là 72 nha. Rồi, đo trên cái eo. Hoành cái eo là 38. Hoành cái eo là 38. Chiều cao 61. Chiều cao 61. Đường kính bầu 45. Em đo tàng bay từ đây qua tới coi. Tàng bay á. Bay đó là 65. Cây mã số Y13. Cây đẹp lắm nha anh chị. Cụ đế nặng, từ từ thôi, dịnh dịnh cây lại. Y13 3 triệu em bao ship. Rồi cây này 3 triệu em bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo Y14. Cây này cũ khủng bố luôn anh chị ơi. Rất là già cây. Cũ này chắc cần cả mét á. Khoan, quay qua đây, củ xù ha. Nguyên củ xù luôn nha anh chị. Đo nguyên củ sát dưới này luôn đi. Đó. Nguyên củ này là 90. Nguyên cái củ sát chứ mà đế bầu là 90 nha của chú anh chị. Cái eo. Cái eo nó là 38. Cái eo 38. Chiều cao nó là 74. Chiều cao 74. Đường kính bầu 52. Củ xù rất là dữ luôn nè anh chị. Xù nguyên cái bàn tay luôn. Y14 3 triệu 2 em bao ship. Y14 cái này 3 triệu 2 nha quý chú anh chị. Em bao ship. Rồi tiếp theo Y15. Y15 nha quý chú anh chị. Cũng xù rồi anh chị. Dáng cái cây này dáng rất là đẹp ha. Mấy cái này đáng chơi anh chị ơi. Hoành sát cổ đế 67. 67 hoành. Rồi lên cái eo này. Hoành eo là 38. Hoành eo 38. Nhánh bài đó là 68. Nhánh bài 68. Rồi cây này 2 triệu 7 chị ơi. Y15. Rồi tiếp theo Y16. Quá trời cây cũ anh chị ơi. Cây cũ nó xù rất là quái luôn nghe anh chị. Đó. Rồi đo thử củ xù nè, chỗ nhìn xù lên nè.
sát cổ đế chứ. Đó. Hoành đó là 69. Hoành sát cổ đế là 69. Hoành eo. Hoành eo 37. Hoành eo 37. Chiều bay ra tới đây luôn rồi, chắc cỡ 1,5 m quá. Mét 28. Đường kính bầu 51. Đường kính bầu 51. Đó. Quả khủng anh chị ơi. Y16399 thì bao ship. Đó, Y16 nha. Cũ rất là đẹp nha anh chị, 3.900.000 thôi. Rồi tiếp theo Y17 cây nguyệt quế. Cây này nằm trên mô nghe cô chú anh chị. Nè, cái bao hồi xưa người ta để nè, do đó đất rất là mỏng, để nằm ở trên này không à. Cây này dài lắm, già luôn. Hoành cái này là 51. Hoành 51. Này có cần bay rất đẹp nghe anh chị. Chiều cao nó là 95. Chiều cao 95. Đường kính bầu 58. Y17 1.4 triệu bao ship. Rồi cây này chỉ 1.4 triệu thôi chưa, bao ship. Rồi tiếp theo Y18. Cây này nhổ chậu ra nha. Nó cho nó rễ tơ với này rất nhiều anh chị. Cây này sống khỏe ha. Nè, rễ rất nhiều luôn. Hoành 48. Hoành 48. Chiều cao 89. Đường kính bầu 44. Đường kính bầu 44. Liền nghe anh chị. Nè. Liền nghe, chứ không có gời nghe anh chị. Nhục quế lá xoắn một chùm. Y18 750 bao ship. Rồi cái này chỉ 750 thôi anh chị, bao ship luôn. Rồi, tiếp theo Y19, cây sọp nha cô chú anh chị. Sọp búp đỏ. Đây. Cây này cũng sống khỏe rồi, rất là dễ sống anh chị ạ. Hoành đây là 64. Hoành 64. Chiều cao 53. Chiều cao 53. Đường kính bầu là 64. Đường kính bầu 64. Y19 800.000. Y19 cây này 800.000 thôi anh chị, bao ship luôn. Rồi tiếp theo Y20 là cây giấy sát pháo nha cô chú anh chị. Cây này cũng nhổ chậu ra ha, sống khỏe hết rồi. Đây màu sát pháo nè, mới nhú bông lên. Cây này một cốt ha. Mã số Y20. Hoành 24. Hoành 24. Chiều cao 94. Đường kính bầu 32. Đường kính bầu 32. Y20 cây này 500.000 thôi anh chị, bao ship luôn. À, em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu với cô chú anh chị một số loại kích rễ với một số dụng cụ nha cô chú anh chị. Hàng em đã sử dụng rồi, rất là bán nên giới thiệu với cô chú anh chị ha. Đầu tiên là loại kích rễ này, hàng của Đài Loan Trung Quốc nha cô chú anh chị. Một gói này là 500g, là nửa ký đó nha cô chú anh chị. Em bán gói nửa ký này là 200.000, em bao ship toàn quốc. Cái này là siêu kích rễ luôn nha cô chú anh chị. Loại này sử dụng rất là tốt, số anh em đã sử dụng rồi, rất phản hồi là rất ok ha. Này em cũng đã sử dụng rồi nha cô chú anh chị. Này liều lượng của nó thì một gói 500g này mình có thể mình pha tới 300 lít nước nè cô chú anh chị. À một thôi là mình, nếu mà tưới ít á, mình tưới một muỗng cà phê đầy cho 5 lít nước. Một gói này mình sử dụng rất là lâu nha cô chú anh chị. Sử dụng cho tất cả các loại cây như mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây ăn trái cái này kia cũng được nha anh chị. Rồi lan cũng được luôn nha cô chú anh chị. Đó, loại này siêu kích rễ nha. Loại này là tốt hơn nhiều N3M với Atonic nha cô chú anh chị. Này là chị mình tưới gốc thôi nha cô chú anh chị. Chỉ tưới gốc chứ không có phun lá ha. Chỉ tưới gốc thôi nha cô chú anh chị. Theo là cái loại kéo cắt cành nha cô chú anh chị. Loại này em đã xài rồi. Rất là im nên em giới thiệu cho cô chú anh chị. Này là này công nghệ của Nhật Bản nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc nha cô chú anh chị. Giá chỉ 120.000. Đó, em bao ship toàn quốc luôn.
Cái này em đã sử dụng rồi, em mới giới thiệu cô chú anh chị. Em cho cô chú anh chị về mở ra kiểm tra hàng, bao bán mà không bán trả lại em ha. Em khẳng định như cô chú anh chị luôn á. Có 120.000 nhưng mà cực kỳ bén luôn đây. Nè, cây em xài cả năm trời đó anh chị thấy không? Nè, nè, cắt rất là mượt luôn á. Mặt cắt nè anh chị thấy ha, rất là bén nè ha. Đó. Rất là bén ngót luôn. Đó chị xem ha. Này hàng cũ này em đã xài rồi nè. Gần cả năm nè. Xài rất là ok nha chú anh chị. Bền rất là bền. 120.000 nhưng mà xài rất là bền. Nó in đây là công nghệ Nhật. 120.000 thôi nghe cô chú anh chị. Em bao ship nó có hai loại, một loại màu cán đỏ với trắng với một loại đen. Cô chú anh chị nào cần thì liên hệ với em ha. Rồi tiếp theo là giới thiệu cho cô chú anh chị cái loại kéo tỉa. Này cũng là công nghệ Nhật Bản không nghe cô chú chị, rất là sắc bén luôn. Là một loại tỉa là tỉa dài. Với một loại tỉa là tỉa bầu. Đây em lấy cho cô chú anh chị xem ha. Cây cực kỳ bén nha. Cái này kéo tỉa này đồng giá là 180.000 một cây. Làm rất là đẹp cô chú anh chị xem ha. Rất là đẹp luôn. Đó, in chữ Osaka trong đây luôn nha anh chị. In chìm luôn ha. Đó. Rất là bén. Em bao bán ha, mấy cái hàng này là em bao bán, em đã sử dụng rồi. Cô chú anh chị về nhà tháo ra sử dụng, không bán thì trả hàng lại cho em ha, điện thoại trả hàng cho em. Kéo tỉa thì nó có hai loại, một loại tỉa dài, một loại tỉa bầu. Đó. Thì cũng đồng giá là 180.000, em bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu cho cô chú anh chị hai loại kìm cạp. Một loại kìm cạp xéo và một loại kìm cạp tròn. Hàng cũng của Nhật hết trơn nha anh chị, công nghệ Nhật hết. Bao bén hết vô anh chị. Đó. Đây, in chìm hết nha cô chú anh chị. Hàng cạp này thì là đồng giá là 350.000 một cây. Đó. 350.000 một cây. Em bao ship. Cô chú chị xem ha. Cây rất là đẹp. Đây là cạp xéo rồi quý anh chị, bao bén luôn ha. Mình có thể cắt cành, những cành nhỏ hoặc là cạp ha. Rồi tiếp theo đây là cạp tròn. Em lấy từng cây ra cho quý anh chị xem. Cạp tròn. Giá chỉ 350.000 một cây. Đó, em bao ship luôn. Cạp tròn đây anh chị. Đó. Hàng rất là chất lượng ha. In chữ chìm luôn không nghe của chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái cưa. Này là cưa lách. Cưa này đúng là hàng thiệt phẩm nè anh chị. Giá chỉ 70.000 mà bao ship luôn. Em bao bán cái cưa này ha anh chị. Đây em cưa thử cho anh chị xem nè ha. Đây cái nhánh này ha. Nè em bao bán luôn. Đó. Rất là bén nha anh chị. Mà cưa cái mặt cắt của nó rất là im nghe anh chị. Đây nè. Cưa lách nha anh chị. Đó. Chỉ có 70.000. Mà cưa lách này anh chị mua hai cây em mới ship nha cô chú anh chị. Mua một cây em không ship, tại vì bán có 70.000 mà chị kêu ship một cây nên là lỗ nha anh chị. Nè bán nếu mà cưa lách thì phải là hai cây em mới ship, 70.000 một cây. Rồi tiếp theo là bộ đục em mới về anh chị ơi. Bộ đục này gồm 8 cây nha. Cây thứ nhất nó cỡ hơn gang tay nè anh chị. Bộ đục khá là đẹp luôn á. Nha, 1 2 cây. 3 cây. 4 cây rất là bén. 5 cây. 6 cây. 7 cây. 8 cây. Đó, chị 8 cây ha. Chứ kèm theo một cục đục nghe anh chị. Tặng thêm một cục đục này luôn. Một bộ đục này á em bán là 390.000. 8 cây 390.000 em bao ship. Tặng thêm một cái dùi cui đục này luôn nghe cô chú anh chị. Đây, vừa cui rất là đẹp ha. Còn mấy hàng này rất là bén nè chị, xem nè. Cực kỳ bén luôn ha. Này em bao bán cho anh chị, về mà nếu mà đục mà không bán thì cứ trả hàng lại cho em ha. Gồm 8 cây đục. 8 cây đục với một cây dùi cui 390.000 em bao ship. Rồi cô chú anh chị nào cần thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0788 753 876.
Rồi em cảm ơn và kính chào cô chú anh chị.